Liên đoàn bóng đá Thái Lan vừa tổ chức đại hội bầu chủ tịch và ban chấp hành nhiệm kỳ mới 2024-2028. Theo thông tin mới nhất, Madame Pang đã đánh bại 4 ứng viên để trở thành chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Đây là chiến thắng lịch sử của Madame Pang bởi lần đầu tiên Thái Lan nói riêng và châu Á nói chung có chủ tịch Liên đoàn bóng đá là nữ giới. Theo đó, Madame Pang đã nhận đến 68 phiếu trong tổng cộng 73 phiếu bầu. Chiến thắng cách biệt so với các ứng viên của Madame Pang là không hề bất ngờ, bởi nữ tỷ phú được đánh giá không có đối thủ trong cuộc tranh cử chức chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan nhiệm kỳ thứ 18. Madame Pang có tham vọng làm chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan kể từ đầu năm ngoái. Nữ tỷ phú Madame Pang muốn giúp bóng đá Thái Lan phát triển mạnh hơn nhằm có cơ hội dự World Cup, đồng thời tạo nhiều lợi ích trong việc phát triển các giải đấu chuyên nghiệp của bóng đá Thái Lan, giúp các câu lạc bộ từ giải Thai League 1 đến hạng 3 phải có nền tảng tài chính ổn định, thu lợi từ bản quyền truyền hình.